Rạng sáng nay, cơn động đất mạnh 7,8 độ Richter và hàng trăm dư chấn đã khiến cho đảo Nam của New Zealand rung chuyển. Người dân phải sơ tán khẩn cấp. Tính cho đến nay, ghi nhận 2 người tử vong. Động đất 7,8 độ Richter xảy ra cách thành phố Christchurch, đảo Nam New Zealand 91 km về phía đông bắc. Hệ thống lưới điện, điện thoại bàn và giao thông tê liệt. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã đến tâm chấn bằng trực thăng, ghi nhận nhiều thương vong và nhiều công trình bị đổ sập. Hàng ngàn người dân trong vùng đã phải sơ tán khẩn cấp. Ngay cả việc đi trong phòng cũng khó, chúng tôi ra cửa nghe ngóng xem mọi người như thế nào, rồi quyết định là phải đi khỏi nhà. Chính phủ New Zealand xác nhận đã có 2 người tử vong. Thông tin mới nhất mà chúng tôi có là đã xảy ra 2 trường hợp tử vong. Chúng tôi chưa có thông tin thiệt hại chi tiết, nhưng chúng tôi sẽ công bố ngay khi có thể. Năm 2011, động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra ở Christchurch, khiến 185 người tử vong. New Zealand nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực xảy ra 90% động đất của toàn thế giới.